thực tế nãy giờ anh thấy là nó nóng từ trên xuống dưới, em toát mồ hôi luôn. Đó là cảm nhận thực tế em nay giờ mồ hôi đang rịn. Vậy hả? nó tỉnh Đúng luôn. rồi, em cảm giác có một cái nguồn nguồn năng lượng nóng ra từ trên đầu đi xuống lúc người. Lúc mà thầy truyền năng lượng ấy thì người em thì nóng lên và thầy cảm nhận là có một cái nguồn năng lượng vào cái cổ họng của em. Vì em đang bị ho, đang bị khản tiếng á. Thế Nhưng bây mà giờ sau khi mà có cái nguồn năng lượng thấy thấy thoải mái mà. cái lần thứ hai em có duyên gặp thầy. à, Dạ nó ghi ra thì hôm nay cảm nhận thực tế nãy giờ anh thấy là nó nóng từ trên xuống dưới, em toát mồ hôi luôn. Đó là cảm nhận thực tế em nay giờ mồ hôi đang rịn. vậy hả? nó tỉnh luôn, nãy ngồi ngồi cái nó cũng vẫy vãi vãi nhưng mà tỉnh luôn. Dưới Dạ dỗ xe cái lưng sao thấy nó gãn ra, nó thấy nó nhẹ nhõm lên. khoan khoái dạ đó, dạ 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 chúc mừng dạ Tiền Gan, cả lớp vỗ tay nào, xin cảm ơn. Rồi bạn nào nữa, ai cảm nhận được gì? Ừ, tức là em nhắm mắt em cảm giác có một cái nguồn nguồn năng lượng nóng ra từ trên đầu đi xuống lúc người. Thế xong lúc mà thầy bảo xoa tay lúc đấy là em xoa rất là mỏi tay, nhưng mà sau đó thì vỗ biết các thứ thì người nó nóng ra, mà bây giờ thì em thấy người nó nhẹ bẫng Bắt này. khỏi khỏi khỏi. Em cảm nhận là năng lượng vào hai cái bên vai vì em hay mỏi vai gáy. Vâng. Em thấy nhẹ vai gáy chưa? Vâng, em thấy nhẹ, cảm thấy người nó có cái gì đó nó nhẹ nhàng là từ lúc xoa tay. Mặc dù Đúng nó rồi. hơi mỏi tay một chút nhưng mà rồi. Chúc Em mừng. cảm ơn thầy ạ. Rồi, rồi, rồi. Xin chúc mừng. Thế là chúng ta cũng đã đón nhận được năng lượng của nhau. Mà thầy truyền năng lượng ấy thì người em thì nóng lên và thầy cảm nhận là có một cái nguồn năng lượng vào cái cổ họng của em. Vì em đang bị ho, đang bị khản tiếng á. Thế Nhưng bây mà giờ sau khi mà có cái nguồn năng lượng thấy thấy thoải mái mà người bắt đầu nóng hết cả người lên. Sau khi mà xoa thầy dạy cho cái cách xoa, cảm nhận được cái năng lượng vào trong người mình. Em cũng hỏi thầy một chút là cũng đang băn khoăn bởi vì là em cũng đã theo thiền đại giáo Phật thừa, đại giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì em cũng đang thiền rồi, thì bây giờ nếu mà học theo thiền của thầy Mật Tông ấy thì không biết là em cũng đang băn khoăn một chút về vấn đề đấy, không có vấn đề gì mong em, thầy bởi chỉ vì giáo. thôi để thầy nói cho nó nhanh, có người còn ở bên Thiên Chúa giáo cơ, Dạ. cha của bạn ấy còn là cha đạo luôn, Dạ. và bây giờ bạn đi theo mật tông rồi, cho nên là Phật giáo À, thì thế ạ. thiền nguyên thủy hay là thiền tịnh độ hay là tất cả mọi loại thiền đều là Phật giáo cả, có cái gì đâu nha, cho nên an tâm. Dạ. Dạ vâng ạ. Nguyên thủy thì nó quá đơn giản và nó bắt con người ta ai đạt được hay không thì không biết, nhưng mà mật tông thì nó sẽ đưa cho chúng ta có những cái pháp mà chúng ta nương nhờ vào đó để chúng ta đi cho nó nhanh đấy, đơn giản mật tông có thế thôi, Dạ. nó không có gì khó khăn cả, Dạ mà vâng. chúng ta đã học mật tông đâu mà Dạ. hỏi, thực ra là thầy đang dạy cảm Dạ. giác chứ thầy đã dạy mật tông đâu mà đã hỏi, nghe chưa? Chúng ta hãy nhớ rằng là cuộc sống nó không phải là đồng tiền, mà cuộc sống cũng không phải chỉ cho riêng mình, mà cuộc sống nó sẽ còn cho rất nhiều người khác nữa, nếu như ai hiểu được vấn đề này thì chúng ta sẽ đạt được một sự thành công rất nhanh và chúng ta được sự bình an suốt cả một cuộc đời này. Và đến khi chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ biết là chúng ta sẽ đi về đâu. Đó là cuộc sống thứ hai của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng cuộc sống ở cõi ta bà chúng ta đang sống là một sự thử thách. Cho nên sự thử thách này chúng ta phải cố gắng mà vượt qua.